Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bảo Anh rơi nước mắt trên sóng truyền hình, hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình yêu, liền bị nghi đang nhắc đến Hồ quan Hiếu. Chia sẻ của Bảo Anh ngay trên sóng chương trình ca sĩ mặt nạ mùa 2 đã gây chú ý hơn cả. Vừa qua, khi trở thành khách mời trong ca sĩ mặt nạ mùa 2 tập 5, sau tiết mục của Voi Bản Đô, Bảo Anh đã bật khóc và rơi nước mắt ngay trên sóng truyền hình. Khi nhận được câu hỏi từ Ngô Kiến Huy, có thể đây là một bài hát có kỷ niệm với Bảo Anh chăng? Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã bất ngờ chia sẻ về chuyện tình cảm của mình hồi nãy giờ mọi người bàn về tình yêu và em cũng nhớ có một người nói với em rằng người ta không có xứng với em mà nên em có một người đàn ông tốt hơn để chăm sóc cho nên bạn sẽ quyết định rời bỏ cho nên em nghe bài này em hơi xúc động thôi bên dưới phần bình luận nhiều người cũng đã liên tục réo tên hồ quang hiếu và cho rằng anh chính là người được bảo anh nhắc đến Bảo Anh bất ngờ bật khóc và chia sẻ về kỷ niệm cũ, cư dân mạng liên tục réo tên Hồ Quang Hiếu. Vào năm 2016, sau khi công khai chuyện tình cảm, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh đã trở thành một trong những cặp đôi được nhiều người mến mộ của Phi Biết. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau đó, mối tình của cả hai lại tan vỡ khiến bao người tiếc nuối. Sau khi chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu từng thẳng thắn thừa nhận không còn cảm xúc khi yêu, trong suốt 2-3 năm liền, anh luôn ở trạng thái độc thân, trong khi đó Bảo Anh lại hoàn toàn kín tiếng về đời tư và hầu như không hé lộ điều gì xung quanh các mối quan hệ cá nhân. Hiện tại, cả hai đang có cuộc sống riêng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.